Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi các nhà chiêm tin đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tin đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tin. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia đã nói: Ở Rama vặn nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh anh hải tử đạo. Theo lịch sử, khuôn mặt vua Herode được trình bày như một nhân vật điển hình về mưu sát. Lịch sử ghi lại, vừa lên ngôi, ông đã giải tán tòa án công luận, một tòa án tối cao của người Do Thái. Sau đó ông tàn sát hết các viên chức trong tòa công luận mà không cần suy tính trước. Một chi tiết lịch sử như thế cho ta thấy và hiểu lý do tại sao vua Herode ra lệnh giết tất cả các bé trai ở Bethlehem. Herode không thể lặng lẽ chấp nhận một ấu vương nào đó mới ra đời. Herode đã cẩn thận tra hỏi các nhà chiêm tin về thời điểm ngôi sao lạ xuất hiện và đã quỷ quyệt tính tuổi của hài nhi Giêsu để trù tính hình thức xác nhân một cách nhanh chóng, mau lẹ và man rợ. Ông truyền lệnh giết tất cả các bé trai từ 2 tuổi trở xuống tại thành Bethlehem và các vùng phụ cận. Chúng ta biết, vì Bethlehem là một vùng đồi núi nhỏ, một làng quê nghèo nhỏ, nên lệnh ban ra và hành động man rợ này được thi hành là một chấn động vùng quê yên bình. Lễ Giáng sinh, lễ sinh nhật, lễ của niềm vui, sự sống. Lễ Giáng sinh, lễ của bình an, thiền hảo. Lễ Giáng sinh, bình an của Thiên Chúa mang đến cho nhân loại, cho người thiện tâm. Lễ Giáng sinh, nơi và là thời điểm trái tim yêu thương, cung lòng từ ái của Thiên Chúa, ước muốn của Ngài, kế hoạch của Ngài được thực hiện cho nhân loại. Lễ Giáng sinh, ánh sáng và sự sống của Thiên Chúa được ban cho con người để họ được sống và sống dồi dào sung mãn. Thì trong lễ các thánh anh hài bị giết, lễ Giáng sinh lại mang đượm màu tang tóc buồn, chết chóc, đổ máu, gươm giáo, ly tán. Ý định và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa thời nào cũng vậy, luôn bị chống đối, phá bỉnh. Nhiều kẻ rắp tâm, không muốn lễ Giáng sinh, lễ của niềm vui và bình an được thực hiện. Herode ngày xưa muốn phá niềm vui Giáng sinh, niềm vui sự sống. Herode ngày xưa muốn gieo tai rắc họa để không ai bình yên mừng niềm vui sự sống. Thì ngày nay, theo tin tức báo chí, chúng ta cũng thấy nhiều kế hoạch khủng bố, chống đối, muốn tấn công và thực hiện để phá hoại niềm vui bình an ngay trong dịp lễ Giáng sinh hay năm mới. Người ta tạo nên những công kích, những dư luận trái chiều để phản bác, xóa bỏ ý nghĩa của lễ Giáng sinh, muốn biến ngày lễ Giáng sinh chỉ còn là lễ hội vui chơi, ca tụng nhau, tặng quà cho nhau mà vắng bóng vị vua hòa bình, hoàng tử bình an. Hình ảnh của Herode bạo chúa ngày nay cũng đang phổ biến trước mặt chúng ta. Con người muốn một lễ Giáng sinh không có Thiên Chúa, không có sự sống, người ta phá thai, người ta giết người. Một lễ Giáng sinh vắng bóng Thiên Chúa để con người tự định đoạt, tính toán con đường riêng của mình. Thiên Chúa đừng dính dự vào cuộc đời của tôi. Thiên Chúa đừng là Emmanuel ở với con người. Thiên Chúa hãy trở về nơi của người, nơi mà Ngài đã phát xuất ra. Một lễ Giáng sinh mà nếu loại trừ nhau, loại trừ hay lãng quên người nghèo, thì lễ Giáng sinh đó không có Thiên Chúa. Nếu lễ Giáng sinh không đón nhận nhau, không chấp nhận, không tôn trọng sự sống, thì lễ Giáng sinh đó vẫn là lễ Giáng sinh chết chóc. Một lễ Giáng sinh không đón nhận người nhà của nhau, anh chị em của nhau để xây dựng hòa bình, thì lễ Giáng sinh đó không có Thiên Chúa. Con người vẫn còn tự nhủ, nếu Thiên Chúa can thiệp sâu vào họ và con đường riêng của họ, họ sẽ loại trừ Ngài.
họ sẽ trừ khử ngài, họ sẽ khước từ ngài. Cái khử trừ được gây nên bởi sự sợ hãi của cá nhân hay tập thể đám đông, cái khử trừ của một thái độ sống cao ngạo, xúi giục người khác làm loạn, kích động tập thể nơi một học thuyết sai lầm từ bản chất, nhưng luôn tự mãn tự hào là đỉnh cao của trí tuệ, là văn minh kiệt xuất của nhân loại. Ngày nay, các tâm hồn trinh nguyên vẫn đang chịu bách hại và chịu tự đạo mỗi ngày trong đời sống đức tin vì bị những học thuyết sai lầm nhồi sọ, tẩy não. Ngày nay, con người vẫn đang trên đường bị lưu đày như con một thiên chúa bị lưu đày. Họ bị lưu đày để giữ lại đức tin, họ lưu đày để mưu sinh, lưu đày để tìm con đường sống. Ngày nay nhân loại cũng đang bị lưu đày trên chính quê hương, trong chính ngôi nhà của mình. Họ bị trói buộc, bị nhồi nhét cầm tù trong một ý thức hệ, một học thuyết sai lầm. Đó cũng là một cuộc tàn sát tập thể, bị cấm cả thực hiện tâm tư, ước nguyện, khát khao chân lý, quyền sống, bị cấm cản để bày tỏ chính kiến của mình. Trước thực tế nhân loại ấy, chúng ta được mời gọi hãy trở về với vòng nhiệm trong lễ Giáng sinh, trở về với sự sống, trở về nhà Thiên Chúa của cha ông chúng ta. Để khởi đi từ đó, ta tìm được sức mạnh của nguồn sống mà sống cuộc đời mình, để sống sự sống một cách dồi dào, không chỉ ở thể lý vật chất mà còn sự sống của bình an nội tâm, không gì có thể cướp mất được của chúng ta. Amen.